quý vị đã quay trở lại với chương trình review những công trình ốp lát đá cao cấp được thực hiện bởi Earlstone, công ty cổ phần đá Hoa Cương châu Âu. Và ngày hôm nay thì Lam sẽ giới thiệu đến quý vị một công trình biệt thự đạt đỉnh cao của nghệ thuật ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bởi công trình này ốp lát các hạng mục đá nội và ngoại thất theo phong cách cổ điển. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong khám phá xem nhé. Được mệnh danh là biệt thự cổ điển, mang đậm màu thiết kế theo phong cách của Pháp, như một tòa lâu đài tráng lệ giữa thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Biệt thự phủ cho mình một màu trắng tinh khiết, sang trọng, họa tiết kiều diễm, cảm tưởng một chút của luxury và kết hợp với mái ngói xám làm đậm chất cổ điển của hoàng gia. Tất cả nét đẹp, nét cổ điển, quý tộc đều hội tụ trong biệt thự tọa lạc tại Biên Hòa. Với tài năng của người thiết kế và con mắt tinh tường nghệ thuật của gia chủ, đưa chúng ta đến với một kiến trúc Pháp thật nhẹ nhàng, mãn nhãn người xem. Quý vị thân mến, tam cấp là khu vực đầu tiên mà chúng ta vừa bước vào ngôi nhà. Và gia chủ đã lựa chọn dòng đá granite tự nhiên Acetic Gold để ốp lát cho hạng mục này. Với gam màu vàng nâu của đá granite Acetic Gold kết hợp với màu tương phản là màu xanh của đá Napoli, hai dòng đá này đều có xuất xứ từ Ấn Độ. Việc kết hợp tinh tế như thế giúp cho tam cấp thêm phần nổi bật khi nhìn từ bên ngoài vào nhà. Bên cạnh đó, tam cấp là hạng mục chịu ảnh hưởng tác động ngoại cảnh, nên chọn những loại đá có độ cứng cao, bền bỉ với thời gian, không bị phai màu trong quá trình sử dụng lâu dài. Nên việc lựa chọn dòng đá granite cho hạng mục này là hoàn toàn phù hợp. Tổng quan ngôi nhà sẽ có hai lối đi vào, tương đương với hai tam cấp, một lối chính và một lối phụ. Ở lối chính được thiết kế hai không gian tam cấp theo hình vòng cung. Vì vậy mà từng viên đá sẽ được gia công theo kích thước chuẩn xác tại nhà máy trước khi lắp đặt tại công trình. Và đòi hỏi thợ lắp đặt phải có tay nghề cao, cẩn thận điều chỉnh theo đúng độ cong của bản vẽ. Nhắc đến tam cấp hay nhắc đến cầu thang, chúng ta không thể không để ý đến các chi tiết gia công mũi bậc. Ở tam cấp này, Earlstone đã đề xuất phương án gia công mũi bậc EES011 để giúp cạnh có cái nhìn mềm mại hơn, tinh tế hơn và phù hợp với kiến trúc cổ điển chung của ngôi biệt thự này. Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu sống của con người ngày càng tăng cao. Chính vì thế mà ai cũng mong muốn sở hữu cho mình một không gian sống chất lượng hơn. Vì vậy mà gia chủ đã lựa chọn dòng đá hoa văn làm điểm nhấn giữa phòng khách này. Và đá hoa văn thì được sử dụng công nghệ CNC kết hợp các loại đá marble lại với nhau, tạo nên một tuyệt phẩm tranh đá hoa văn đặc sắc như thế này. Đá hoa văn thường được sử dụng để làm điểm sáng cho sàn nhà, hành lang, đại sảnh, những nơi cao cấp nhất. Không chỉ mang lại sự độc đáo cho không gian sử dụng, chúng còn truyền cảm hứng cho chúng ta thấy được nét nghệ thuật tiềm ẩn trong cả công trình. Đá hoa văn còn là một trong những sản phẩm độc đáo nhất, được chế tác từ các loại đá tự nhiên khác nhau, được tạo hình ghép nối tinh xảo, được cắt ghép theo công nghệ CNC hiện đại, tạo ra những đường nét hoa văn mượt mà, tinh tế đến từng chi tiết. Với ý tưởng sáng tạo và tôn trọng cái đẹp, đá hoa văn được thiết kế từ sự kết hợp giữa ba màu đá từ tông sáng của màu nâu nhạt đến màu nâu đậm của đá Marble Dash Emperador, Marble Rau Estella, Marble Bojo Alicante là một sự kết hợp hài hòa giữa các tấm đá hoa văn. Số lượng sử dụng đá càng lớn thì biên độ dao động của vân đá tự nhiên càng cao. Điều này đòi hỏi bộ phận thiết kế của Earlstone phải cập nhật hình ảnh từng slab đá, xem xét chi tiết từng đường vân thật tỉ mỉ để tạo ra những bản vẽ thiết kế độc đáo, mang đậm nét tính cách riêng của chủ đầu tư. Điều vốn là một đặc điểm nổi bật của các sản phẩm đá tự nhiên, đó chính là có một không hai. Trên phương diện tổng thể, đội ngũ thiết kế Earlstone sẽ đề xuất các phương án thiết kế đảm bảo sự hài hòa trong từng hạng mục ốp lát đá nói riêng và sự hài hòa với kiến trúc tổng thể chung của công trình. Tiếp tục phong cách cổ điển, border xung quanh nền được sử dụng đá Marble Dash Emperador có màu nâu đậm. Đây là loại đá marble tự nhiên nổi tiếng của Tây Ban Nha đã được thế giới công nhận không chỉ về vẻ đẹp trang nhã, tinh tế mà còn về chất lượng của đá. Với hạng mục ốp vách trong nhà thì được sử dụng dòng đá tự nhiên Golden Forest. Và dòng đá này thì có tông màu vàng ấm với các đường vân như là vân màu nâu nè, màu rỉ sét nè, màu kem, màu trắng, tạo nên phong cách cổ điển nhưng vẫn đẳng cấp và sang trọng. Đá granite Golden Forest có xuất xứ từ Brazil là dòng đá phổ biến được sử dụng hầu hết các hạng mục như lát nền, ốp tường ngoại thất, bếp, cầu thang. Với đá có màu vàng ấm, một chút màu rỉ sét, nâu và kem kết hợp trên tấm đá làm đậm thêm nét cổ điển khi sử dụng. Quả thật,
Dựa trên phong cách và mong muốn của khách hàng, kinh doanh Eurostone đã tư vấn và lựa chọn dòng đá này rất phù hợp để ốp tường trong không gian đẳng cấp và hoàng gia này. Ngoài ra, phù điêu và chỉ nổi được chạm khắc tinh xảo bằng máy CNC hiện đại, kết hợp dán bằng keo chuyên dụng lên bề mặt đá có độ bền và tuổi thọ cao trong quá trình sử dụng. Chỉ lên chân tường, chỉ cửa sổ, phù điêu, chỉ lưng tường, chỉ phân vị được sử dụng đá marble sky gold tạo thêm điểm nhấn cho tường được ốp trong nhà. Nối dòng đá cổ điển thì bên cạnh Lam lúc này là hạng mục đá thang máy. Và cột thang máy thì được sử dụng có màu vàng nhạt hơn, được sử dụng đá marble tự nhiên đó là sky gold. Và kết hợp với đó là tạo điểm nhấn của dòng đá màu nâu đậm của đá marble Dutch Emperador. Và sự kết hợp này thì làm đậm thêm vẻ cổ điển nhưng vẫn sang trọng, bền bỉ theo thời gian. Tiếp nối chuỗi màu cổ điển, ở hạng mục đá ốp thang máy được sử dụng đá có màu nâu đậm của dòng marble Dutch Emperador xuất xứ từ Tây Ban Nha. Điểm nhấn ở thang máy này đó chính là cột có màu nhạt hơn của đá marble sky gold được chạm khắc tinh tế từ đầu đến chân cột. Sự kết hợp này đã giúp Eurostone hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc làm rõ phong cách cổ điển của Pháp được sử dụng trong biệt thự và làm hài lòng khách hàng, gia chủ. Ngày nay thì những quan điểm và nhu cầu về giá trị chân thiện mỹ của con người cũng được đề cao. Chính vì vậy mà trang trí trong phòng khách cũng được gia chủ hướng đến. Và bên cạnh Lam lúc này đó là dòng đá đối vân, tranh đá Onyx, Brown Mountain Forest. Mỗi người sẽ có mỗi trí tưởng tượng, mỗi góc nhìn khác nhau và những cái ý nghĩa mà tranh đá mang lại. Và riêng Lam thì khi mà nhìn bức tranh đá này thì Lam có cảm nhận đây như là một cái vương miện của hoàng gia vậy đó. Vì vậy mà nó đặt vào đây hết sức là phù hợp với phong cách cổ điển này. Một bức vách ngăn phát sáng, thực sự rất độc đáo và thú vị, xóa bỏ mọi sự đơn điệu, nhàm chán từ những vách ngăn với những vật liệu truyền thống khác. Với gam màu vàng ấm cúng là tông màu chủ đạo của bức tranh, kết hợp với nhiều đường vân nâu trầm tự nhiên, làm cho bức tranh trở nên lấp lánh, huyền ảo. Quý vị thân mến, và bên cạnh Lao lúc này là hai bức tranh đá mà gia chủ rất là tâm đắc và được điêu khắc từ dòng đá Onyx Ring Himalaya, được lấy ý nghĩa từ châm ngôn thuận buồm xuôi gió, tức là cầu những điều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Và tiếp theo đó là bức tranh đá mang ý nghĩa của câu chúc từ xa xưa của cha ông ta, đó là mã đáo thành công. Vì con ngựa luôn là một con vật trong phong thủy, mang đến sự bền bỉ, nè, kiên nhẫn, mạnh mẽ, thành công hơn. Ngựa cùng con người đồng cam cộng khổ trong cuộc sống, trong lao động, trong buôn bán và ngay cả khi ra trận chống giặc. Mỗi khi đi làm ăn xa nhà, ngựa chính là người đồng hành, có khi cả tháng, cả năm. Khi ra chiến trận, thường đi 10 về 1. Vì vậy, mã đáo có ngựa quay về chính là một hình ảnh ẩn dụ cho sự thành công. Do đó, hình ảnh ngựa quay về được xem như là tượng trưng cho sự thắng lợi. Bức tranh đá thuận buồm xuôi gió mang nhiều ý nghĩa khác nhau, như ý nghĩa trong kinh doanh, chúc cho nhau luôn gặp nhiều may mắn, suôn sẻ trong mọi vấn đề, tránh xa được những điều bất lợi hay xui xẻo. Luôn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ cho công việc làm ăn phát đạt, hưng thịnh. Mong muốn con thuyền chở đầy may mắn và tài lộc, thuận theo chiều gió vào nhà gia chủ phát tài phát lộc. Giữa thế giới các vật liệu ốp lát cho hạng mục cầu thang như là gỗ, gạch men, thì ở đây gia chủ đã sử dụng dòng đá granite tự nhiên magma gold. Dòng đá này thì có màu vàng và đen là màu chủ đạo và tạo nên một dòng chảy từ trên xuống dưới. Đối với các công trình bất kỳ, dù là khách sạn tân cổ điển, khách sạn hiện đại, khách sạn đẹp hay là nhà ở dân dụng với các loại hình biệt thự từ hiện đại đến cổ điển hoặc những ngôi nhà có quy mô nhỏ, thì cầu thang luôn là một trong những khu vực rất cần đến sự tỉ mỉ, chăm chút đầu tư để tăng công năng sử dụng và đảm bảo độ an toàn trong quá trình sử dụng. Phương án thi công hoàn thiện mặt bullet kết hợp với xử lý mũi bọc giúp cho cầu thang được hoàn mỹ hơn xuyên suốt từ tầng 3 đến tầng trệt trong biệt thự. Quý vị thân mến, biệt thự cổ điển Đồng Nai vừa rồi cũng đã giúp quý vị có thêm những kiến thức về đá cũng như là các phương án ốp sao cho phù hợp với không gian cổ điển nhà mình. Lam xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Eurostone xin chào và hẹn gặp lại.